Khi đã yêu nhau rồi thì mình có thể là bỏ qua được. Cưới luôn nha. Cưới anh. Quyết định ha. Trước khi cưới thì mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào khán giả. Chào bạn. Dạ, em tên là Trần Thị Trúc Trinh. Em 29 tuổi, em làm kế toán tại quận 7. Xin mời bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào dạ, bạn em. Trinh kia. Chào. Dạ. Dạ em tên Xuân ạ. Năm nay em 30 tuổi, đến từ Quảng Ngãi. Hiện tại là em làm trưởng phòng kế hoạch chuyên phát triển những cái sản phẩm mới. Mình công ty sơn móng tay Kỳ Mali. Bạn biết sơn không? Dạ biết sơn. Biết sơn móng tay luôn. Dạ đúng rồi. Giờ mình giới thiệu mình một chút. Như cái tính của em thì hay lanh, nói nhiều, với lại hay chọc ghẹo bạn bè đó. Bạn nam nghe giọng bạn nữ cảm nhận sao? Dữ không? Dạ nghe cũng dễ thương lắm. Dễ thương hả? Dạ đúng rồi. Bạn tại sao bạn lại đăng ký chương trình này? Tại vì em cũng độc thân cũng khá lâu rồi. Mỗi lúc đi họp lớp hay là đi chơi thì bạn bè có vợ có con mà thấy nó vui quá, mình chưa có gì hết. Tại vì đúng không? Dạ em thì tính cũng dễ lắm. Dễ sao tìm được người yêu? Lớn tuổi rồi, cơ hội tìm hiểu bạn gái nó cũng hơi khó. Vậy là giờ mình thấy cỡ nào cũng được hay mình có đặt ra tiêu chuẩn gì nữa không? Mẫu mình bạn gái của em thì cũng bình thường thôi, biết lắng nghe chia sẻ, nói chung là tôn trọng người lớn. Không thích gì người phụ nữ? Đánh đá quá, hung dữ quá, với lại quá ghen tuông. Kiểm soát mình cách bên kia hơi dữ đó. Bên trên ơi, bên đó không biết bạn có kiểm soát người yêu của mình dữ lắm không ạ? Chứ dù anh đi đâu thì nói anh đi chỗ đó thì em biết là vậy thôi, đừng có giấu giếm lại, không thích. Nhưng mà anh đúng nói rồi. Đi chỗ đó mà anh đi chỗ khác sao em biết được? Cái đó là tùy người ta có thật lòng hay không hả chị? Có nghĩa là người ta gạt mình cũng được, nhưng đừng cho mình biết là được rồi. Đúng rồi, biết là chết với em. Bạn có ghen dữ lắm không? Dạ yêu thì ai cũng ghen hết đó chị, nhưng mà em nói chung thì không dữ lắm. Sở trường của mình là gì? Hát hay không hả? Hay hát, em hay hát thôi. Hay hát, bây giờ mình hát hay thử một bữa thôi. Chim tung bay hót quang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình, từ Long An mộng quá Mỹ Tho, xu về Gò Công tiên giang ngút ngàn, chứ một tấm thảm lụa vàng như đó được. Bạn nam có biết hát không? Hát tặng lại bạn nữ nè. Dạ em xin hát tặng bạn nữ và tất cả các bạn ở dưới đây một bài hát. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nao xòa tóc bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, chiều đông ngày gió lùa vai gầy, lầu kính trăng về không lối chiếu, gác cao ngàn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Hai người để hát chung được ha. Chiều nó xoa tóc. Bạn bỏ chỗ đó, bạn tính ngồi, ngồi. Dạ em, dạ em run quá, em quay mất chị. Bạn nam á 30 tuổi mà người ta đã cảm thấy là quýnh quán lên rồi, thấy là muộn rồi. Em là 29 tuổi mà mình là nữ nữa thì mình thấy sao? Dạ cái tuổi em cũng không còn nhỏ nữa, nói chung là tuổi này lập gia đình cũng được rồi chị. Quá được chứ. Dạ. Ở nhà có hối thúc không? Dạ ba mẹ cũng hối hoài chị. Hối hoài ha. Dạ. Bây giờ cưới vợ vậy thì mình có đầy đủ cơ sở để chờ đón dâu chưa? Điều kiện thì cũng ok rồi, bây giờ chỉ là xây nhà với lại cưới vợ thôi. À, có đất rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đất ở đâu bạn? Dạ em đã có đất ở Củ Chi. Củ Chi, Củ Chi được cũng rồi. Được cũng thành phố Hồ Chí Minh được rồi. Trinh có đặt ra tiêu chuẩn người bạn trai mình là người như thế nào không? Ngoại hình thì dễ nhìn chị, chiều cao thì 1m65 trở lên, đừng lùn quá. Em không thích ở bạn trai là gia trưởng, nóng tính, quần áo phải gọn gàng. Còn cái gì mình không thích ở người bạn trai nữa không? Dạ không. Vậy thôi, dạ, đơn giản. Dạ, đơn giản. Đơn giản vậy mà mấy năm nay không tìm được ai. Tại vì mấy bạn trai á, nhìn thấy em nói, người ta nói em dữ, người ta chạy mất dép chứ đâu phải là. Hồi gặp cô ấy đừng có chạy mất dép nha. Anh hiền lắm em ơi. Linh ơi, tại vì bạn nữ đây 29 tuổi, 29 là tuổi dần đúng không? Dạ. Tuổi dần thì thường ta cứ nói tuổi dần là cao số, mà đàn ông ta cũng sợ lấy người tuổi dần. Thì không biết là bạn bên kia có sợ, có ngại gì không? Dạ không vậy, em không có đặt nặng cái vấn đề tuổi tác. Quan trọng là mình thấy hợp tính nhau, mình thấy giống như xét đánh thì mới nhìn thấy là mình thấy thích ngay thì mà. Mẫu sao người cũng... thế nào để làm cho bạn xét đánh? Dạ có khuôn mặt bầu bỉnh tròn tròn, xinh xinh, không có ốm quá, không mập quá, không có để tóc tóc ngắn giống mình thấy nó mang. Để là tóc dài ha. Tóc gì tóc ngắn không được. Dạ nghĩa là mình không thích cái mẫu tóc của người bạn gái mình như vậy chị. Bên đây tóc tém nè. Bạn sống ở Hồ Chí Minh với ai? Dạ em đi với em gái.
À, đi với em gái nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh với ai nữa? Dạ em ở với nhà chị người quen ạ. Ờ em gái nè, anh nhà có khó tính không em? À, dạ anh yên tâm, tại vì anh trai ở nhà rất là dễ tính. Đó anh có dẫn bạn gái về nhà nhiều chưa? Dạ chỉ có hai chị thôi. Hai chị đó đẹp không? Hai chị đó thì đẹp gái. Tại sao đẹp gái vậy mà anh bạn lại chia tay? Tại vì là trong những cuộc tình á, mình chia tay đâu phải do đẹp hay không. Nhiều khi tính tình mình yêu nhau lâu năm nhưng mà nó không có hợp nhau á. Nãy giờ thấy bạn bên kia nói thì có gì hợp hợp không? Dạ thì em thấy này á, chị nói chuyện cũng rất là dễ thương. Rồi cảm ơn bạn. Bạn gái có đi với gia đình không? Chị gái em ngồi bên kia chị. Nhà có hối Trinh lập gia đình không? Ba mẹ hối nhiều lắm. Hối nhiều lắm ha. Bây giờ em chị nói với em gái mình thế nào về anh này đi. Chị thấy được á, còn em tùy em á. Dạ. Nếu bây giờ mà được á thì mình định bao lâu mình kết hôn? Sang năm chị. Sang năm. Sang năm đồng ý không? Dạ em đồng ý quá chứ. Em dạ. Em có nghĩa cái thời gian mình quen nhau nó càng lâu thì nói chung đôi lúc nó cũng có những cái nó tốt nhưng mà đôi lúc những cái nó có những cái nó không tốt. Thì mình cảm thấy mình mến nhau, thương nhau thì đôi lúc chừng cỡ 3-4 tháng hay là 5 tháng rồi mình cũng đã thấu hiểu được rồi. Ý kỳ cảm nhận được. Mình cảm không, nhận không được. Thường người ta nói là mình quen nhau lâu mình tìm hiểu mình lấy nhau vậy mới chắc chắn chứ 3-4 tháng nữa mình chưa có hiểu hết. Dạ nếu mà yêu nhau thì có sai sót cũng có thể là bỏ qua được, mình uốn nắn lại được. Nhưng mà nếu 3-4 tháng mà nhanh quá về cưới nhau rồi nó lòi ra tùm lum, lúc đó mà xử trí thì sao? Mà uốn nắn không được luôn rồi tính sao? Mình nói chuyện phân tích cái nào đúng cái nào sai rồi mình sửa lần chị. Nói chung là một khi đã yêu nhau rồi thì mình có thể là bỏ qua được tất cả. Quan điểm đó cũng đúng. Bây giờ ngày xưa khi ta làm mai đâu, ta có yêu nhau đâu, có gặp nhau đâu. Về bắt đầu yêu nhau từ từ tìm hiểu ra rồi chinh phục nhau cũng được thôi. Hồi xưa giờ bạn đều nghĩ như vậy hay là giờ thấy ế quá, thấy già quá rồi mới Cái cách suy nghĩ của mỗi người thì nó hình thành trong người của mình nó như vậy rồi. Dạ chứ không phải là bây giờ mình mới nghĩ như vậy. Chứ hồi đó cái mối tình của bạn quen là dài nhất là bao lâu? Dạ gần 2 năm mới được. Thì sao không cưới đi? Dạ lúc đó thì nói chung mình cũng chưa đủ chín chắn giống như bây giờ, và cái không ở độ tuổi như thế này thì là ok nhất. Hợp lý rồi ha. Dạ. Bây giờ tóm lại nếu kéo màn lên hợp quen nhau 3-4 tháng là cưới. Dạ 3-4 tháng cũng được rồi chị. Sao không trả lời dứt khoát vô cái câu dạ, của tôi dạ, câu kết 2-3 lần mà dạ cứ, được mà dạ cứ... được khó quá ta nói được phải mà. Mình muốn cái sự mạnh mẽ của người đàn ông mạnh hiểu được không đó, dạ. Ta quyết định 3-4 tháng cưới rồi đó. 3-4 tháng cưới dám không? Dám mà. Dám luôn rồi sao mà không dám được chứ, trời ơi 29 tuổi rồi để làm gì nữa. Dạ em chào anh. Chào em. Cưới luôn nha. Dạ cưới anh. Quyết định ha. Dạ anh này em muốn vợ, bên đây muốn chồng chưa? Dạ đúng rồi. Muốn rồi, hai người hợp vô cưới luôn. Dạ cưới okay, luôn. Ok, làm luôn. Vỗ tay luôn. Tôi cũng nôn lắm rồi. Hy vọng cặp này làm sớm nha. Làm cấp liền nha. Giờ kéo màn lên, nói anh yêu em liền. I love you, quỳ xuống cầu hôn luôn. Dạ làm luôn anh. Nôn cũng nôn quá rồi nha. 2, 3 kéo màn lên. Nói gì nói nha. Dạ được là xúc luôn. Xúc luôn, đúng rồi. Hốt luôn. 2 phút, bắt đầu. Anh về. Anh đến chương trình có món quà. Dạ cảm ơn anh. Anh thấy em dễ thương. Mà nói chung là nãy anh có nghe em nói là em khó tính mà nói nhiều. Nhưng mà không biết sau này thì tính của em có thay đổi không? Tại vì anh ít nói. Vậy là anh không thích bạn gái nói nhiều không? Không phải là không thích nói nhiều nhưng mà đôi lúc nói nhiều quá nó cũng không có hay. Không, cái nói nhiều của em đây là dạng với bạn bè em, chơi chọc ghẹo, chơi đùa với bạn bè em. Đôi lúc em cũng có trầm tính nữa chứ không phải là em lúc nào em muốn nói liên thuyên nói nhiều. Quan điểm của em như thế nào về tình yêu? Phải yêu chân thành, phải thật lòng. Nếu mà được thì tiến tới với nhau chứ không phải yêu là bỏ. 3-4 tháng cưới được không? Dạ nếu hợp 3-4 tháng cưới luôn anh. Ừ. Chuẩn bị gì để đám cưới chưa mà đòi 3-4 tháng cưới? Ta có đất rồi đó, nãy ta nói rồi, có đất có đai hết chuẩn cưới bị rồi. Cưới gì mình ở đâu anh? Cưới xong rồi mình làm nhà, và làm nhà thì mình ở nhà mình thôi chứ không lẽ mình làm nhà rồi xong mình lại đi ở trọ. Trước khi cưới mình ở chỗ nào? Trước khi cưới thì nhà ai đấy ở. Trời ơi, trước cưới rồi ở chung rồi. Bây giờ bạn hỏi thử xem cô ấy có đồng hành với mình trong chuyện xây nhà hay không, đúng không? Hiện tại mình có đất rồi thì làm nhà thì anh với em góp tiền lại làm nhà, em có đồng ý không? Dạ nếu mà cưới thì mình góp tiền làm nhà. Còn không cưới khỏi hả? Đúng rồi, không cưới khỏi. Ủa cưới mình có tiền làm nhà là sao? Anh nói là cưới là hai người đi cùng đi làm rồi kiếm tiền xây nhà hả chị? Chị tưởng đâu là đám cưới lời để tiền cưới xây nhà. Được, tính cái đó cũng được. Em nghĩ sao giữa anh với em? Em thấy anh cũng dễ thương. Vậy thôi mình bấm nút em nha. Chưa, từ từ, bình tĩnh. Anh có nóng tính không? Vũ phu mà đánh em là em bỏ chạy à? Nãy em gái của anh nói rồi kìa, khai anh dễ tính lắm, anh hiền, không thích
cái bạn gái của mình là hung dữ, mình nói chuyện không có tôn trọng người khác. Vậy anh nhìn em có dữ không? Đúng rồi, tính hỏi câu đó đó. Anh thấy cái khuôn mặt của em nó không thể hiện cái đó. Em dữ với những người nào em nên dữ thôi anh. Với anh này dữ không? À, anh để em coi lại. Nói chung là anh rất là hiền, nếu mà em mà hung dữ là chắc anh bỏ anh chạy luôn. Không, em không đến nỗi đâu. Ví dụ là em giận thì biết xin lỗi thì em có thể bỏ qua liền. Còn không biết xin lỗi em giận luôn. Nghỉ chơi luôn á. Có xin lỗi không? Dạ có chứ anh. Cưới liền có con liền không? Dạ có liền cũng tốt anh. Này lớn tuổi bạn bè của mình giờ nó có một đứa hai đứa hết, mình chưa có đứa nào anh cũng buồn với anh. Anh định sinh mấy đứa anh? Chỉ tiêu của anh là một trai một gái là tốt rồi. Ví dụ mình cưới nhau về thì ai giữ tiền? Mà cái người con gái người ta sẽ có những cái khoản chi tiêu trong gia đình, chi tiêu sinh hoạt rồi con cái học tập rồi. Đàn ông con trai thì lo những cái việc lớn đi làm kiếm tiền về, vợ thì sẽ là người đi xài những cái đó chi tiêu ra cuộc sống hàng ngày. Anh thấy em thế nào? Em rất phù hợp với cái mẫu bạn gái mà anh thích, và đặc biệt thích những người em quê ở miền Tây. Em quê Tiền Giang. À, đặc biệt là những người bạn gái mà ở miền Tây nấu ăn đó, anh thấy rất là thích đi. Ngày mai á, nhà em đám giỗ thì anh có theo nhà em về quê không? À, nếu mình không, nếu như em cho phép anh thì anh sẵn sàng. Dạ. Anh sẵn sàng đi được. Hết thời gian. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm để bấm nút. Anh thấy nhịp tim của mình thế nào? À, cũng nhảy giống như cái tranh đó. Nhịp tim của bạn gái thế nào? Cũng giống vậy anh. Bịch bịch bịch. 3 2 1 Hết thời gian. Em bấm nút vô anh đi. Vô rồi. Lo cái gì? Lo quá. Lo bấm không có vô mà. Ý, chúc mừng hai bạn. Đây là những vé xem phim để chúng ta có thêm nhiều thời gian tìm hiểu nhau. Hãy nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt trong chương trình. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em cảm ơn chị, cảm ơn anh. Mời hai bạn nắm tay nhau và ta cảm nhận gì ở cái nắm tay đó? Nó hồi hộp. Thấy nó thấy rung. Sao mà nó giật giật mấy anh? Gì giật? Run á. Giật đồ hả? Dạ run cũng chị. Run giật. À, chúc hai bạn đi xem phim thật vui nha. Dạ, cảm ơn chị. Cặp đôi đầu tiên rất là may mắn, và cái nắm tay thật chặt đó nó thể hiện cho một tình yêu đang đến và còn những điều còn xa hơn nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Màng. Ủa vậy, về sức khỏe à? Không người. Nghe bác sĩ mặt ăn hẳn quá vậy? Đậu ghi hình cho nên em hơi bị run mà. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra phía trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Vương Linh và chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Thanh Thủy ạ. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên hành chính ở một trường đại học ạ. Rồi xin mời bạn trai. Dạ em chào anh Vương Linh và chào chị Cát Tường, chào bạn nữ, chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Minh Cảnh, mình 26 tuổi. Mình đến từ Long An. Hiện tại mình bảo vệ về sức khỏe con người ạ. Bảo vệ sức khỏe con người là sao? Là cũng sao? Để bạn làm việc gì? Là mình khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh. Là bác sĩ hả? Nói đại bác sĩ đi. Bảo vệ sức khỏe con người. Tụi nó làm công an. Làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi bạn? Dạ chính thức là ra trường khoảng 6 tháng. Mới đây thôi. Dạ. Mà làm bệnh viện ở Long An đó hả? Dạ, bệnh viện đa khoa là ở Long An. Long An. Ủa, bạn có thích bác sĩ không? Dạ có ạ. Em thấy cái nghề đó nó hay ạ. Thích bác sĩ mà sao nghe bác sĩ mặt căng thẳng quá vậy? Dạ, chắc có lẽ là lần đầu ghi hình cho nên em hơi bị run mà. Vui lên, tươi lên, đúng đối tượng mình rồi đúng không? Bác sĩ là thích phải không? Chị biết, chị đăng ký là em muốn tìm một người là bác sĩ thì giờ đúng rồi đó. Dạ. Ước mơ từ thuở nhỏ đúng không? Đó, tươi lên, nhìn khai sinh không? Bác sĩ là một nghề rất là cao quý, ai cũng yêu quý hết trơn á. Dạ. Ở trong bệnh viện thì tôi thấy rằng rất nhiều bác sĩ nữ, rất nhiều y tá, thậm chí bệnh nhân đi khám này kia rất nhiều. Không lẽ mình không chưa tìm được người bạn nào? Quan điểm của em là không thích bạn nữ làm chung nghề, tại vì rất là cực, phải trực và chăm sóc bệnh nhân, không có thời gian chăm sóc gia đình. Không làm bác sĩ thì cũng công việc khác, chứ làm sao ở nhà chăm sóc gia đình không được bạn? Dạ vẫn đi làm nhưng mà có thời gian rảnh chăm sóc gia đình là chị. Thời gian làm việc của mình như thế nào Thủy? Theo giờ hành chính à? Ừ, chiều tối là vẫn về nhà với gia đình được đúng rồi. Bác sĩ thì đi suốt vậy đó, trực ca ngày ca đêm tùm lum, rồi có những cái trường hợp đặc biệt cũng phải đi làm luôn thì bạn có ngại không? Đặc thù của nghề này thì em đã biết trước như thế rồi, em không có ngại.
Bạn thấy là những cái mặt mạnh của mình và những mặt yếu của mình là những điểm nào? Điểm mạnh của em đó là em biết nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh, viết truyện ngắn ạ. Viết truyện ngắn nữa? Dạ. Viết nhiều chưa? Dạ cũng khá khá. Có viết chuyện nào về bác sĩ chưa? Có rồi anh. Đề tài gì ạ? Còn gần đây nhất thì em có đi từ thiện ở Cần Giờ và em đã viết về các bác sĩ khám bệnh miễn phí cho những người dân nghèo ạ. Bạn Nam, dạ. Bạn yêu cầu người phụ nữ của mình như thế nào? Thì em có hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là về quan điểm là tuổi tác phù hợp. Phù hợp là sao? Em tuổi tỵ thì theo ngũ hành là không có xung khắc. Dần thân tỵ hợi tứ hình xung á hả? Dạ. Là sao? Là bây giờ bạn chọn tuổi hợp á hả? Dạ. Tuổi nào hợp? Tức là bây giờ là tỵ nè, bên kia là dần thân tỵ hợi tứ hình xung. Dần thân tỵ hợi bên kia có nhầm tuổi đó không? Bên đây tuổi ngọ. Ngọ hả? Được không? Dạ ok ạ. À. Vậy là hợp rồi ha. Dạ. Nhưng mà chị hỏi Thủy nè. Dạ. Mình có đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc, vui vẻ, biết quan tâm mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Những cái điểm nào không thích? Cộng tính, nóng tính, hút thuốc. Uống rượu. Có hút thuốc uống rượu không bạn? Dạ hút thuốc thì không ạ. À. Còn uống rượu thì thỉnh thoảng. Những cái nhu cầu mà bạn gái đưa ra mà có đáp ứng nó được hết không? Dạ được ạ. Bao nhiêu phần trăm? Trên 80% ạ. À. Có lố quá không? Dạ có đó cũng mức trung bình thôi chị. Vậy hả? Dạ. Mình không thích nhiều gì ở phụ nữ? Đánh đá hay là hung dữ. Không biết chăm sóc gia đình. Có vẻ bạn quan tâm về gia đình nhiều hơn đúng không? Dạ. Không bên đây biết nấu nướng rồi này kia là người phụ nữ của gia đình đấy. Nếu như ba mẹ bạn không đồng ý, trong khi bạn đồng ý thì bạn xử lý như thế nào? Tiêu chuẩn của ba mẹ là về tuổi tác thôi, còn phần còn lại là của em ạ. À. Ủa vậy hả? Dạ. Tức là phân công nhau rồi đúng không? Dạ. Về tuổi tác là được rồi. Dạ. Nếu như bây giờ tuổi tác không hợp, bạn kia là lọt vô cái khung là dần thân tỵ hợi. Dạ. Ba mẹ không đồng ý thì bạn sao? Em cũng sẽ giải thích cho ba mẹ, nhưng mà nếu mà ba mẹ nhất định là thì em sẽ theo nghe theo ba mẹ. Cho dù yêu thương cỡ nào mình cũng không đến được với nhau nếu ba mẹ không đồng ý. Gia đình Thủy có quan trọng chuyện tuổi tác gì không? Gia đình của em thì không có quan trọng về vấn đề tuổi tác à. Thế ba mẹ có đặt ra tiêu chuẩn gì khi mà mình kiếm chồng không? Do em tự đặt ra chứ ba mẹ không ép buộc con cái. Nếu như nãy giờ cái người đàn ông bên đó không phải là bác sĩ thì em có thích không? Vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ. À. Chứ không tiến tới hôn nhân. Dạ. Còn nếu là bác sĩ là tự nhiên là được điểm trước rồi. Được điểm cộng á. Bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc khoảng 60% ạ. Hai bên có hai nhiều cái quan điểm cũng lạ nha. Bên đây nếu như ba mẹ không đồng ý thì theo ba mẹ. Còn bên kia phải là bác sĩ, không bác sĩ thì giảm phần trăm. Thì tôi xem cô kia sao mà cô cần bác sĩ dữ vậy? Chắc hồi nhỏ bệnh nhiều. Chào bạn. Dạ chào anh Dương Linh ạ. Bây giờ bác sĩ cũng nhiều mà, dù mình lấy một người đó mà miễn yêu thương mình thôi, không cần bác sĩ rồi mình đưa đến khám bác sĩ cũng đâu có sao đâu. Dạ hồi nhỏ em hay bị amidan. Thấy chưa, tôi đoán đúng thấy chưa. Cho nên em muốn là sau này mình cũng muốn tìm một nửa của mình làm bên cái nghề mà khám chữa bệnh đó. Bệnh nó dễ chữa mà, ra bác sĩ nào chữa không được. Dạ em thích người trong nhà hơn, nó mang cảm giác an toàn hơn ạ. Người nếu thân. Như bây giờ hôm nay đặt vấn đề, bạn là người tuổi xung khắc với bạn này. Dạ. Bạn rất yêu bạn này, bạn kia cũng rất yêu bạn. Mà bạn này không đồng ý thì nghe lời theo là ba mẹ thì bạn có buồn không? Chắc có lẽ là cũng buồn. Cũng buồn đúng không? Yeah. Rồi, đó là những cái gì mà nãy giờ chúng tôi đã cho hai bên trao đổi để cảm nhận về nhau. Còn bây giờ mình có thể giao lưu với người nhà. Em đi với chị họ. Rồi chị họ. Yeah. Dạ chào chị. Ở nhà chị thấy Thủy là người như thế nào? Nó hơi nhút nhát một chút. Nhút nhát. Và nó lành lắm, hiền lắm. Anh bác sĩ thấy sao? Dạ. Anh bác sĩ thì theo em thấy thì anh nói là yêu mà đến cỡ nào mà ba mẹ không đồng ý cũng không đồng ý thì em cũng không thích cái chuyện này. Thực ra cái cuộc sống của mình á là do mình quyết định. Ba mẹ chỉ là một phần, nó gạt ba mẹ ra thì cũng không đúng. Dung hòa lại nó thì em thấy nó tốt hơn. Khi mình đã yêu quá rồi mình bỏ cũng không thể được. Tội cả mình và tội cả bạn mình. Tôi đồng ý với ý kiến của chị. Yeah. Quan điểm tuổi tác là đầu tiên là em trước khi mà em muốn quen hay muốn thương người đó sâu sắc thì em điều tra trước rồi, coi tuổi trước rồi mình mới yêu ạ. À. Cái tuổi đó nó không có quá nặng. Tôi nghĩ rằng thế là bạn cũng là bác sĩ, cũng có suy nghĩ nó tiến bộ hiện đại chút xíu. Lẽ giờ mình gặp cô đó hỏi tuổi gì? Thì nếu mà không tuổi không quen hả? Thế rồi nó khó vậy ta? Dạ không phải khó, em thì không có tin tưởng cái đó nhiều lắm, nhưng mà cái đó là tiêu chuẩn của ba mẹ, em sống với ba mẹ nên em cũng phải theo ạ. À. Bây giờ là lấy vợ là sẽ về ở chung với ba mẹ? Trước mắt về quê sống và sau này em có định hướng có lên Sài Gòn. Dạ. Lấy vợ là rước về Long An. Dạ. Hồi nãy giờ nói chuyện cho đã xong mà thí dụ tỷ mở màn lên hỏi tuổi cái không được là thôi là không bắt không hỏi tuổi rồi. Dạ dạ. Thì bên đây là chẳng qua hên thôi. Dạ trả tỷ bây giờ mà bên đây đúng rồi. Coi như là vậy mình làm mai làm bố mình nói cỡ nào hợp hết trơn mà hỏi tuổi cái chất quốc là không nhấn chuông. Dạ em nghĩ là em đến đây là chắc có duyên ạ. À.
Nhưng mà bây giờ bác sĩ ở dưới Long An là đã có nhà cửa gì chưa? Để chuẩn bị lấy vợ chưa? Hiện tại thì em mới ra trường thì em thì không có tiền nhưng mà ba mẹ thì có. Hèn chi phải nghe lời ba mẹ là đúng rồi. Mình vẫn tôn trọng ý kiến của ba mẹ, dạ. Ba mẹ là trên hết, dạ. Nhưng mà theo tôi nghĩ thế này thì mình cũng nên chia sẻ với ba mẹ chút xíu chuyện mà tuổi tác đó. Thủy ơi, mình hỏi bạn một câu nữa thôi, mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện. Rõ ràng là đó, bác sĩ công tác ở bệnh viện ở Long An, mẹ ở Long An, bắt buộc cưới là phải về Long An, không là mất bác sĩ. Quyết định đi. Em vẫn muốn sống ở thành phố hơn ạ. À? Nhất định không về Long An, dù đó là bác sĩ. Quan điểm hai người đã rõ ràng đúng không? Yeah. Với lại khi nhìn nhau có thay đổi quan điểm hay không? Yeah. Kéo màn lên. Bắt đầu. Chào bạn. Mình có món quà không tặng bạn? Cho mình hỏi là quan điểm về hôn nhân của bạn như thế nào ạ? Vợ chồng còn phải tôn trọng lẫn nhau, biết quan tâm và chia sẻ ạ. Tại sao bạn không muốn về Long An ạ? Em vẫn thích ở thành phố. Không, mình á là ý định là về Long An là ổn định trước rồi có cơ hội chăm sóc cho ba mẹ, sau này thì mình vẫn lên Sài Gòn. Nhà anh có mấy người ạ? Nhà mình thì 5 chị gái, mình là Út. Lúc nào mình chia sẻ quan điểm với bạn, bạn thấy mình như thế nào? Bây giờ đâu có khắt khe giống như hồi xưa nữa. Mình có thể tự lựa chọn cái quyết định của mình, chứ cha mẹ đâu có thể nào bắt ép mình được. Mình cũng nghĩ như vậy nhưng mà cũng muốn làm cho ba mẹ vui. Dạ. Nhưng nếu như bạn làm cho ba mẹ vui mà là một người khác mà bạn thương yêu, yêu thương bạn buồn thì điều này nó có trăn trở đối với bạn hay không? Em sẽ trang hòa giữa hai bên ạ. Thí dụ như nãy giờ mà tôi chưa hỏi bạn này, đến bây giờ mới hỏi ra thì hình như tất cả mọi thứ nó đều gọi là phá sản hết. Đó, nãy em nói rồi, mình nói nãy giờ như là vô nghĩa. Cái ý tôi là như vậy thôi. Thí dụ hai bạn rất là hợp với tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng gặp lại nhau hỏi ra tuổi ngọ rồi coi như đứng về mà không bấm nút đi về. Tuổi ngọ được anh. Thí dụ không phải là tuổi ngọ đó, dạ. Thì không lẽ chúng ta đứng dậy đi về đúng không? Không, mình vẫn làm bạn. Dạ đúng rồi, làm bạn. Dạ. À, muốn hỏi gì nữa không? Hỏi cho kỹ đi. Nãy em có nghe anh nói là sau này anh tạo một cuộc sống ổn định ở dưới Long An xong rồi anh sẽ lên thành phố phải không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh dự định là khoảng bao lâu là anh lên thành phố ạ? Có thể là ba mẹ già hay gì đó là mình sẽ đi lên thành phố. Trời. Em thấy là điều đó là rất là tốt. Anh là một người con rất là hiếu thảo ạ. Thì em rất là đồng ý ạ. Như là giờ bạn đồng ý đi về Long An làm dâu? Không, cái vấn đề này thì... Và thương lượng đi, anh có cảm nhận gì về em như thế nào ạ? Ban đầu nhìn em thì rất là dễ thương và đạt tiêu chuẩn của mình đề ra. Dạ. Rồi ban sau thì sao? Tự nhiên ban đầu thì ghê quá. Em thấy sao? Em thấy anh này so với cái độ tuổi của anh 26 tuổi nhưng mà em nhìn thấy là anh chững chạc, biết lo cho cha mẹ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định xem có đồng ý hẹn hò ở Long An hay không. Rất quan trọng bạn nha. Cái nhấn nút nó sẽ tạo cơ hội cho nhau xem có hợp tình hợp lý chưa, có đến một tương lai xa hơn không. Suy cho kỹ, nghĩ cho sâu. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. À, cuối cùng chúng ta cũng đã giải tỏa được tất cả mọi cái điều nghi vấn xung quanh cái câu chuyện ngày hôm nay là nhấn nút đồng ý hẹn hò với nhau. Gửi tặng bạn những cái vé xem phim, yeah. Để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn, yeah. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Xin gửi hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance, yeah. Chúc chị. Hai bạn sẽ sớm tìm thấy được hạnh phúc của mình, yeah. Cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn chương trình ạ. Tôi xin hỏi bạn gái tại sao bạn lại đồng ý nhấn nút với bạn trai, bởi vì những cái quan điểm nó lại khác xa nhau như vậy. Đúng rồi. Tại vì em nghĩ thì cái cuộc gặp gỡ nó diễn ra trong thời gian ngắn, cho nên em nghĩ là mình có thể tìm hiểu rõ và sâu hơn. Chị thì chị lại nghĩ em như em đồng ý nhấn nút bạn ấy tại vì bạn ấy là bác sĩ. Chắc em nghĩ không phải vậy đâu chị. Dạ. Tôi thích nói sao tôi nói. Phải vậy không? Dạ không ạ. Tại vì qua cuộc nói chuyện nãy giờ thì em cũng thấy được vẻ chững chạc của anh cũng như là cái hiền lành. Dạ. Bạn gái hợp gì với mình mà mình đồng ý nhấn nút hẹn hò? Hợp tuổi. Dạ. Đúng không? Biết ngay mà. Bên thôi. Này chẳng qua hợp tuổi, bên này chẳng qua đúng gu bác sĩ rồi vậy thôi. Thôi, nắm tay nhau, nắm tay nhau mình đi chữa Amidan đi nha. Dạ, nắm tay nhau. Rồi. Rồi, chúc các bạn sinh viên vui nha.
con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng vậy? Dạ, mỗi người của con thì tính trắng, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Thế muốn người bạn trai của mình đẹp. Dạ thôi, đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Mời nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. Lời đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con giới thiệu đi. Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ, con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ, con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người. Con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á. Và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng, rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ, với lại lâu lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi, mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, con hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Trời. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực của nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng, mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của 2 anh đúng không? Dạ, dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí cái tiến thủ. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt ạ. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp cho xứng dạ với mình thôi, chứ. Đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ, cái đó thì con không ngại. Nếu mà bạn Nam không ngại thì bạn Nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Con bên đây làm xây dựng, muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè con trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tên tên. Dạ, con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ, con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ, con làm văn phòng. Ơi. Bên đây là trai cũng hot boy đó. Nào, mời nhà gái. Đấy, trời ơi. Em chào cô. Hello. Trai tài gái sắc đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh đó. Nếu mà đẹp và cũng được luôn. Được không? Dạ. Được không? Rồi, thôi bây giờ vậy. Hôm nay con đi với ai? Dạ, con đi với sếp của con ạ. Dạ, chào sếp. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ, em chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long,
là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh, thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh. Nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất là xinh. Mà liền đúng đổ phạt 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 đó. Dạ, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu. Đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ. Dạ, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Uyên. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu, cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Trên hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn. Này, các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực. Rồi, em cảm ơn ạ. Quà anh tặng em là giống kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ. Dạ. Bó hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi, để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với trong tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh, rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ, hôm nay anh bọn sơ mi trắng nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm về tình yêu của anh thì như thế nào ạ? Anh nghĩ là nên niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi hả? Thật lòng với nhau. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình, còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rọi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi để chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Thí dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho dạ. Nó biết cái khoảng thời gian. Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi là hết dịch là bước tới đó chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Anh có hay nhậu không?
Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào? Nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó ăn lưu quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à, hậu đậu trong tình yêu của em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉnh đó. Dạ, con hiểu sơ sơ rồi chứ. Hiểu sơ sơ tinh thần sơ rồi con ha. Dạ. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là gì, anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn anh cười không à. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản, hù vậy đó. Nói chung nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ nếu có gia đình chắc không đến nổi với con hả? Dạ. Bỏ đi con ơi, tại vì á 27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ còn có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần cho biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha mời nhóm này mệt à. Ủa là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái rồi, đi cho nó. Hai đứa tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu cái coi. Vậy con xin hát một đoạn cái bài tiếng Nhật ạ. Kimi no toriko ni natte shimau kitto kono natsu wa juzu suru no motto. Trời, con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại một câu thôi. Cho nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái dưới xu lưng ghế vậy. Rồi nhớ nhấn nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Cố gắng nắm rồi, cảm xúc của hiện con giờ đang sao? Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao? Nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên á. Nói chứ đã, nói với cái ông kia làm gì? Tay em mịn mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao hả? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Thôi nói con dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay vào nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói hồi nãy còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Dạ, thưa hai bác, em để đây con lo. Để con bảo vệ em ạ. À. Ừ, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. Này, coi bạn gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay do dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre ạ. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp ạ. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn nhẹ em cái được.
ở đây là, đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con, con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm cặp mưu á, con thuyết âm mưu. Tại con quay qua ngay nó. Thôi giờ cho phép con làm lại đó. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hãy tìm hiểu cho thật kỹ để quyết định chính xác. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nấm lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, con cảm ơn ạ. Em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. Cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Dạ, không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào? Đó. Cháu à? Dạ. Là phải làm dâu đấy. Con muốn hai mẹ con có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ. Con không ngại cái vấn đề đó. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình đi nào. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và bạn nam ngồi bên ạ. Em tên là Lê Thị Lệ Hoa, năm nay 30 tuổi. Hiện tại công việc của em là phụ trách mảng tuân thủ trách nhiệm xã hội của một nhà máy sản xuất vải ạ. Ở đâu cưng? Dạ, về quê quán em có một câu đố nhỏ cho bạn nam. À, quê quán của em hả? Dạ đúng rồi, còn xem như là nhìn hình đoán chữ ạ. Cũng dễ ạ. Vô cái là rối não liền nha bạn trai ơi. Đây là bức tranh bạn gái vẽ và yêu cầu bạn trai đoán xem quê quê ở đâu. Em nghĩ là ở Bến Tre. Dạ không đúng. Chắc là ở Vĩnh Long ạ. Vĩnh Long? Dạ, Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ. Trời ơi, măng cục đó, miền Đông Nam Bộ đó. Dạ, chắc là ở Bình Phước ạ. Dạ, hàng xóm, em ở Bình Dương. Đồ khó quá. Dạ. Em ở ngay Lấy Thiêu luôn ạ. Wow, quê mình Lấy Thiêu nhưng mình làm ở đâu? Dạ, hiện tại em sinh sống và làm việc tại Bình Dương luôn ạ. À, rồi em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lương Đình Thanh. Hiện tại em 31 tuổi. Em công tác và làm việc tại huyện Nhà Bè. Dạ, giờ hộ khẩu em ở Nhà Bè luôn ạ. Làm công việc gì? Dạ, em kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm của em là biết yêu thương cho gia đình và biết chăm lo công việc, có chí cầu tiến cao. Và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà gái. Em ưu điểm thì em, bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế hết nguyên liệu. À, yên tâm, ở đây nấu ăn được mà. Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ.
Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Rồi, dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất là duyên dáng. Năng động nữa, có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Chị chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á, nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm. Chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, không? Em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của làng trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của... luôn. Em có mấy mối tình này, nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì... quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên, biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy Cưng thấy sao Cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Dạ, đó, nhìn chào chị Hai. Chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiện có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Xin chào. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ. Dạ. Là phải làm dâu đấy, có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ thật sự thì đạo hiếu là phải giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Dạ rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ đi. Được rồi đó. Đúng rồi bà mối, mở rào.
Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc. Người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó. Nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì xúc động không? Dạ, xúc động không? Xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, đúng, là, dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cảm người ta, đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm trời cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái trời tình cảm ơi. Mà quỳ gối xuống đó luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn. Rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Sẽ lại gần nhau, nắm tay anh, nhau anh nói có đi. Cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó luôn. Trời ơi. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm. Về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè. Lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa một chân một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi. Hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho anh ôm em cái ôm chặt vô. Xin phép gì ở cô cho ôm em cả. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao em trai thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy. Tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không gái cần kia. Phải đếm gì đâu. Đó, hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái phạt thôi không có. Đây. Rồi, thích chúng ta bấm luôn. Đó, rồi, đó, đó, rồi, bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích.
Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Quấn quýt luôn rồi đó. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Tặng hai bạn hai liệu trình phiên bản hoàn hảo từ phòng khám Thế Giới Sắc Đẹp, giúp bạn trắng da bật tông, trẻ hóa da, đặc biệt trị dứt điểm nấm lâu năm khó chữa, trả lại thanh xuân cho làn da của bạn. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, bạn nữ sẽ nhận được liệu trình cô dâu đẹp nhất để sẵn sàng cho ngày trọng đại của mình. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He Vương Uống Mọc Tóc Ngăn Ngừa Rụng Tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Chân mét 55, chân mét 55, khuôn mặt dễ nhìn, bạn gái không lo nhăn là được. Khi mà em đối thì em hay cáu, em muốn một bạn có thể hiểu được tính em, tại vì tính em cũng còn hơi trẻ con á, cho nên là có thể chịu được. Phụ nữ biết làm ăn gì nữa, mình có thể đầu tư tiền cho làm ăn. Tại em làm dành dụm cũng được, cũng hơi bộn bộn. Điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, cũng có tính tự lập cao. Em thích gọn gàng ngăn nắp. Em có thể làm được rất nhiều công việc. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Tôi là Trong Môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại. Thank you.